Chào tất cả mọi người, hôm nay gần Giáng sinh rồi. Làm cái video này update với mọi người về cái tình hình mua bán nhà cửa, tình hình bất động sản ở cái thành phố Calgary. Nhìn chung á, vào mùa đông rồi, cái lượng inventory á, cái lượng nhà ở trên thị trường nó rất là ít. Trong khi á, thì cái nhu cầu, cái demand ở bên ngoài của buyer vẫn còn rất là nhiều. Cho nên nhìn chung cái thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn tương đối là một cái thị trường của người seller. Cái inventory hiện tại thì vẫn là dưới 2 tháng. Cụ thể hơn thì các bạn có thể thấy trên màn hình là cái nhà detached, là nhà single home, là cái loại nhà mà bán chạy nhất hồi xưa giờ ở Calgary, là cái inventory chỉ là 1.73 tháng thôi. Cái inventory này nghĩa là nếu mà không có căn nhà nào list lên trên thị trường thì với cái tốc độ hiện tại thì chỉ mất là 1.73 tháng là sẽ bán hết tất cả số nhà trên thị trường. Thì cái inventory này nếu mà ở cái thị trường mà người ta gọi là bear market là khoảng từ 2.5 tới 3.5. Còn như ở cái thời điểm hiện tại dưới 2 chấm như vậy là hoàn toàn là của người seller rồi. Các bạn có thể thấy là cái inventory thấp nhất ở thời điểm hiện tại chính là cái nhà dãy, tức là townhome ấy. Từ lúc mà lãi suất tăng đến bây giờ thì townhome lại trở thành sự lựa chọn của rất là nhiều buyer. Đơn giản là tại vì ngân hàng nó không cho vay nhiều tiền nữa, thì cái mức vay của người buyer người ta giảm xuống, cho nên là người ta không thể mua được single home nữa, thì bây giờ người ta mua townhome rất là nhiều. Cũng rất là nhiều nhà đầu tư người ta chuyển qua người ta mua townhome. Những cái nhà mà single home ở Calgary mà bây giờ dưới tầm 500-600 là bán rất là nhanh. Rao lên mình thấy là chưa thấy một tuần là hầu hết đã bán được rồi. Nó không có nhiều hiện tượng là multiple offer như là năm ngoái, nhưng mà hiện tại là rõ ràng là cảm thấy giác là cái áp lực đè lên cái inventory rồi, tức là cái inventory ít quá, trong khi thì buyer bên ngoài vẫn rất là nhiều. Thì nhà single home mà dưới 500-600 mà list với giá hợp lý, list với giá hợp lý tức là những cái căn tương tự như vậy ở trong cùng cái khu đó mà người ta bán 500 mà các bạn list 500 thì các bạn bán rất là nhanh. Chứ tất nhiên là nếu những căn tương tự mà người ta bán ra với giá 500, mình list 600 thì tất nhiên là nhà mình sẽ ở lâu trên thị trường rồi. Bắt đầu từ trên 600, đặc biệt là trên 700 trở lên thì bắt đầu là cái thị trường nó hơi bear lên. Tại vì ở mức đó thì với cái lãi suất nó tăng thì không nhiều buyer người ta đủ đáp ứng nữa. Nhưng mà thực sự mình đi coi nhà mà thấy những căn nhà mà tầm kể cả giá cao đi, hơn 600-700 đi, nhưng mà nếu mà nhà đẹp á, nhà sạch sẽ này, gọn gàng này, đẹp này, mà list với giá hợp lý mình thấy bán vẫn rất là nhanh, tức là vẫn có buyer ngoài kia rất là nhiều. Cái đó là về nhà single home. Còn xuống dưới townhouse thì như nãy mình nói, bây giờ là lãi suất nó tăng cho nên là rất nhiều nhà đầu tư và thậm chí là first time home buyer nữa, người ta bắt đầu mua townhouse rất là nhiều. Những cái căn townhouse mà tầm 200-300 ngàn á, bán rất là nhanh luôn á. Chẳng hạn như mình cho các bạn coi căn này nó đăng ngày hôm qua mà nó có tới 7 cái showing rồi, mình đảm bảo là căn này chỉ bán trong vòng 1-2 ngày thôi. Rồi, đó là tình hình bất động sản nhìn chung ở thành phố Calgary ha. Trở qua một cái chủ đề khác là mình nghĩ là chắc mọi người cũng thường hay thắc mắc là cái giá nhà ở Calgary mà hồi đỉnh điểm á, là hồi tháng 3, tháng 4 năm á, so với bây giờ thì nó giảm hay là nó tăng bao nhiêu phần trăm. Thì dựa theo cái thống kê của Hiệp hội Bất động sản Calgary á, là hồi tháng 5 là giá nhà tăng nhiều nhất á. Cái benchmark nó tăng cao nhất là hồi tháng 5. Thì hồi tháng 5 cái nhà detached là cái benchmark tới 648.000, semi detached là 584.700, nhà dãy townhome á, cái benchmark là 363.300, và căn hộ là 275.300. Còn cái report vừa ra tháng 11 vừa rồi á, thì cái benchmark của cái nhà detached là nhà single home á, là 619.700, tức là giảm gần 5% so với cái hồi đỉnh điểm ở Calgary hồi tháng 5 vừa rồi. Semi detached thì giảm là tầm hơn 20.000, tức là giảm tầm hơn 4% một chút. Nhà dãy townhome thì không có giảm là bao nhiêu. Apartment thì hơi tăng một chút. Tất nhiên là cái này là benchmark thôi. Cái hiệp hội bất động sản người ta gộp tất cả những data dữ liệu lại và người ta đưa ra một cái con số trung bình như vậy. Chứ tất nhiên là ở nhiều khu có thể nó giảm là 10% chẳng hạn. Hoặc có nhiều khu khác, có nhiều cái nhà khác các bạn mua hồi tháng 5 đến bây giờ thì giá nhà ở khu đó nó cũng như vậy, nó không có giảm. Thì cái này là con số thống kê thôi. Nhưng mà qua cái con số thống kê này á, thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra là so với những cái thành phố lớn khác á, thì giá nhà Calgary so với hồi đỉnh điểm nó không giảm là bao nhiêu cả. Ở thời điểm hiện tại mà các bạn đi mua nhà thì mình nghĩ là bắt đầu sẽ có cái vụ là review offer đó, tức là người ta chờ tới ngày để người ta chốt offer. Tức là ví dụ như người ta đăng ngày thứ năm thì có thể là tối thứ bảy người ta sẽ chốt offer. Bây giờ đã bắt đầu xuất hiện lại cái việc chốt offer rồi, rất là giống như mùa đông năm ngoái. Rồi ok, làm một cái video ngắn tóm tắt cái tình hình bất động sản ở thành phố Calgary cho tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người.